Trung Thu năm 1956, mẫu thân của Hiền Công bỗng nhiên nói muốn về sống tại quê nhà. Hiền Công hết mức khuyên ngăn, nhưng rốt cuộc không thể ngăn được, đành phải cùng mẫu thân trở lại quê nhà. Tối mùng 4 tháng 7 năm 1957, bà Hoàng Thị tự mình làm bột, gói bánh sủi cảo, bảo Hiền Công nhắn tin cho chị và người em gái con chú của ngài, mời họ ngày hôm sau nhất định phải đến. Ngày hôm sau, bà Hoàng Thái nói chuyện vui đùa từ biệt người thân, tự tại giảng sanh. Mẹ tôi nói: thầy có thể để tôi chết ở trên đỉnh núi này à? Ngày 20 tháng 8 xuống núi, rồi sản xuất trong vườn rau có 3 căn nhà, tôi dọn sạch hết. Dọn sạch 3 căn nhà, tôi ở nơi đó. Bà trồng rau. Bà vẫn có thể trồng rau à? Cái đó tôi và mẹ làm rất tốt mà, có thể làm được. Tôi trồng rau, bà cậu cũng ăn chay phải không? Mẹ tôi là ăn chay từ nhỏ. Mùng 5 tháng 7 năm đó, mẹ tôi già giảng sanh rồi. Cái ngày chết đó, ngày hôm trước vẫn còn tự mình làm bánh sủi cảo. Bà ngủ ở trong nhà. Hôm trước đã nói với tôi: thầy ơi, hãy để già đi ngủ thôi. Tôi bảo mẹ ngủ ở ngoài làm gì, bên ngoài muỗi nhiều lắm. Bà quảnh mặt lại, bà nói: thầy ngày mai có thể để già chết ở trong nhà hay không? Tôi bảo được, được. Giường nệm vác ra, đặt ở trong phòng khách rồi, đặt ở ngay cửa. Mùng 5 tháng 7, em gái tôi, chị tôi đều ở trong nhà. Bà vẫn nấu cơm, mấy chị đem đường trắng, đem đồ hộp. Mẹ tôi nói: đem về đi, già không ăn. Đồ hộp nào là loại thức ăn đặc, loại uống loãng. Mà nói: tao đã uống nước rồi, từ giờ đến trưa là không ăn cơm nữa. Bà nói bà đi vệ sinh, cần ra đi đại tiện, lại ra đi tiểu tiện, trở vào thì ngủ ở chỗ đó. Ngủ một lát xong, bà nói: thầy ơi, già dậy ngồi một lát được chứ? Dậy ngồi một lát. Tôi nói: mẹ ngồi không bằng nằm ngủ đi. Bà nói: phải đấy, ngủ ở đây một lát, phải đấy. Sau khi ngủ ở đó, xoay mặt qua nằm nghiêng thế kiết tường, ngủ ở đó. Thở dài ra một hơi, bà không bị khổ gì hết. Chị của Hiền Công đã tận mắt trông thấy mẫu thân giảng sanh bất khả tư nghị, nên không lâu sau đã mang con cái cùng lên núi Đồng Bách xuất gia tu hành. Cũng là do lúc đó điều kiện cực kỳ khó khăn, Hiền Công sau khi niệm Phật 3 ngày cho mẹ xong, chỉ có thể dùng một chiếc quan tài bằng ván mỏng để mẫu thân mai táng đơn giản. Điều này khiến Hiền Công thường canh cánh trong lòng, cảm thấy rất có lỗi với ân sâu vô bờ của mẫu thân. 8 năm sau, Hiền Công phát tâm cải táng dựng bia lại cho mẹ. Nào ngờ đào bộ huyệt lên lại chẳng thấy gì, chỉ còn lại mấy cái đinh lớn dùng đóng quan tài mà thôi. Chư Phật ba đời, tịnh nghiệp chánh nhân. Đại sư Liên Trì nói rằng: cha mẹ xa lìa trần cấu thì đạo làm con mới thành tựu. Còn mẹ của Hiền Công phải chăng là Bồ Tát ứng hóa, giống như Đạt Ma quẩy dày du hí thần thông vậy? Phàm phu thế hệ ta tất nhiên không dám vọng đoán.